Dừng nhạc. Em không biết cô giáo chị xinh như nào, nhưng cô giáo em thì không xinh tí nào cả. Cụ thể hơn thì cô trông như thế này này. Nói chung là người duy nhất cô xinh hơn là bà em. What the fuck? Sao cô lại trông như thế này? Đấy không phải là ngực, đấy là hai tấc mỡ từ bụng ruồng lên. Nào tôi phải khen giám thị. Thế giờ là mình phải dựng quyển sách này để mà che mắt cô đúng không? Dựng lại, 2, 3. Fuck quyển sách này, không dùng nữa. Are you sure about that? Cái gì? Em ném sách cái gì vậy? Cô ơi, em xin lỗi. Đây. Ôi, game nó dễ. Thôi cô nha, cô đi chỗ khác coi thi 10 năm nữa, quay lại đây. Lúc đấy em ra trường rồi thì cô dùng kinh nghiệm cô quặng vào học sinh mới cho dễ. Chứ không ở cái tầm này ấy, em nói thật với cô luôn là cô tuổi lình em qua bài kiểm tra này đây. Chào cô. Cô sao mà nhìn em được, phải không? Em đùa, em xin lỗi. Ôi. Không được rồi, cách không được. Đây rồi. Đây mình đã cho vào giữa khe đấy à. Cô chịu luôn thật. Cô không có tuổi. À, em xin lỗi. Từ, cô rút cái dao từ đâu ra ấy? Ê ơi, cô rút nó từ đít. Đã không dừng lại chứ thắng cái trò này. Lên nhạc. À, nhầm nhạc. Không. Thắng rồi. À không, cầm mồm, đừng ấy sớm. Ai là con đĩ của papa nào? Không, không phải là cô. Happy, sha-la-la. It's so nice to be happy, sha-la-la. Everybody should be happy.